thường là chỉ cần một ít mưa thôi là đất Tây Nguyên rất là khó, rất chi là trơn trượt luôn, sẽ bị patine ngay lập tức. Cô thu phan ở bên tiểu bang Colorado thì cũng có giao số tiền để cho em đến giúp gia đình. Thì qua kênh của em thì anh cảm ơn cô thu phan đi. Anh nhìn vào ống kính cảm ơn cô thu phan. Nói chung là trong gia đình đang khó khăn để nhờ cộng đồng mạng và cô thu ấy, thì cũng giúp đỡ gia đình thì cũng không có gì hơn thì con cảm ơn cô thu rất nhiều, cái cảm ơn. Chúc gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát tài. Qua đây nhân tiện có chúc em một tí không? Chúc chú Năm làm YouTube nhiều hơn, giàu có hơn, công việc đầy tiện hơn. Em cũng đang mong lúc bạn con trai nhà anh khó quá nhỉ. Ở đây anh đến với em gửi anh 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này, 2, 4, 6, 8, 10, 4 triệu này, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là 5 triệu nhé. Thì đấy, qua cái kênh của Dâu qua kênh của Dâu một lần nữa cũng cảm ơn cô Thu Phan rất là nhiều, đã chia sẻ những tấm lòng hào tâm của mình cho những người có những hoàn cảnh khó khăn. Chị thì vợ của anh thì làm lao công thôi, một tháng thì kiếm được 2 triệu thôi. Và cái mùa hè nghỉ hè thì cũng không làm được việc, không có khi nào mà các cháu đi học thì mới đi quét dọn ở trường, thì mới kiếm được số tiền là 2 triệu đồng thôi, rất ít đòi. Và anh thì cũng làm bảo vệ trường nhưng mà đang bệnh tật này cũng có làm được gì đâu, công việc đây như hàn xì nọ kia thì cũng bỏ hết, không làm được nữa, cũng rất là vất vả. Vâng, thôi qua kênh cũng có cô tài trợ vậy, cũng chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe nhé. Rồi, rồi em xin phép em về. Rồi, cảm ơn. Tiền này mang đi hỗ trợ cho em, nó với lại em mua thuốc mua men nhé. Em về, dạ vâng, cảm ơn thôi chồng. Mới chào toàn thể cô chú chị và các bạn, để quay trở lại video tiếp theo của Dâu. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục vấn đề làm đường. Thì trên đây thì đường bằng và phẳng hơn. Thì hôm nay anh em lại tiếp tục đưa vật liệu xuống cái khu vực làm đường. Ở phía dưới thì bên trên này thì có thể cơ động là chạy được xe công nông. Còn cái cung đường ở dưới thì không đi bằng xe công nông được. Tuyến đường này thì đi công nông được nên là sáng ngày hôm nay thì đã đưa xe công nông vào để vận chuyển cho nó thuận tiện và nó nhàn hơn. Đánh cái xe lên trên xong là dê xuống có phải hơn không? Hả? Anh đánh cái xe lên trên này xong anh ấy xuống. Đó, nó trơn quá nó bạn, nó bắt tên đê cũng được, cũng được.
cơ. Thầy né ra thầy ơi, thầy né ra. Ok. À, chiều tối hôm qua có một cơn mưa nhỏ thôi nhưng mà cũng có ảnh hưởng, bởi vì mưa xuống là đất nó trơn. Đất Tây Nguyên thì đất đỏ ba gian lên là rất là trơn trượt. Đất nó trơn quá. Ôi. Không được. Anh Hà ơi, đánh cái đầu xe mé này mạnh vào không được. Do trời chiều tối hôm qua có một trận mưa cũng nhỏ thôi nhưng mà nó lầy lội đường ngay, bởi vì khi mưa xuống là nó ẩm, đất là nó chỉ cần hơi ẩm thôi thì rất khó cho vấn đề là xe cộ đấy. Thường là chỉ cần một ít mưa thôi là đất Tây Nguyên rất là khó, rất chi là trơn trượt luôn, sẽ bị patine ngay lập tức.
rất là khó khăn với cái chuyện. Từ từ nhá. Bây giờ là đào hay là đào qua đi. Bỏ hòn đá. Bây giờ là chơi biện pháp rút tời. Rất là cơ động bởi vì đầu xe là có tời luôn. Thì bây giờ sẽ chơi cái biện pháp là cắm tiêu và rút tời. Lên kia, lên kia này. Lên kia để cho nó đây, đúng rồi. Lên vị trí này anh này. Do đường nó mưa xuống nó trơn. Đúng không? Ừ. Trời nắng thì đẹp nhưng mà mưa xuống cái là khổ vậy. Cực kỳ vất vả trong cái công tác coi như là vận chuyển vật liệu xuống để làm con đường rất là khó khăn của chú anh chị ạ. Thả cái đầu móc ra. Anh ấn lại cái nút nhả dây đi nào. Bắt buộc phải chơi cái chiến thuật là đừng cắt níu của chú anh chị ạ. Ok, rút ra, rút cáp ra. Bánh đà này là bị mòn đấy. Bánh đà nó mài vào trụ bê tông mà nó kẹt lửa nó luôn. Rất là khó khăn với chú anh chị ạ. Hay có chú anh chị nhìn những cái vẹt đường này. Đó. Ôi giời ơi, nó quẹt này. Bánh đà nó quẹt ở đây này. Mòn hết cả bánh đà luôn. Bảo anh lấy hàng rào làm chuẩn á. Anh quẹt đấy. Cứ ra hàng rào một tí. Tay phải lái lụa đấy mới lái được cái cung đường này đấy. Tay phải lái lụa mới lái được cung đường này đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lên lên anh Sơn ơi. Anh lùi lên để xe xe chạy lên. Lại phải tòi rồi cô chú chị ạ. Đây này này đóng đóng cáp ở đây. Buộc cáp vào cái xoài này được này. Cái xoài. Anh quấn được cái xoài là được không ạ? Hơi một tí lại lầy ngay. Đấy nó sao được dạ. Nó không to vậy. Bên đây bố chỉ cần nắm em phấn là được này, nó rộng đường. Chặt quá. Chặt đúng không? Ừ, chặt. Cái công phóng to này. Vừa chặt vừa khó mà cộng thêm trời mưa nó lầy. Đấy. Đường đi hơi một tí là ba tí ngay. Thời gian là chặt hơi tẩy. Vâng. Phát lên rồi. Đúng rồi. Bắt cái thang nó phát tới ngon. Không, phát ra được để đường nó mát. Không, nghĩ tới đến nơi mới chừa nó này, cẩn. Lại tốt đẹp ngay. Đúng rồi, cho cái ống nha, không phải hỏng cái ống đấy. Ôi anh ơi, lên một tí nó không đổ vào hàng rào. Anh đánh ra là nó vào hàng rào đấy. Rồi, thả cáp ra. Khó khăn. Nối tiếp khó khăn. Rồi, đưa cái xe ra, đã đúng, đơn giản. Không đơn giản chút nào. Nó cỏ đi, đường. Cứ cho ra đi, cho ra đi. Đi trên xe ba gạt thôi. Khó lắm. Xe ba gác cho cái đầu luôn. Đáng chắc chơi xe ba gác này cho nó tiện. Ông nông cũng khó. Ba gác thì nó vất vả hơn một tí nhưng mà thôi, chậm nhưng mà chắc. Không, ba gác tơi được không? Ba gác tơi từ tơi. Chậm nhưng mà chắc. Ừ. Để đến lâu lắm mò được. Cào luôn anh. Ê, cào luôn cho nó phẳng đường. Đoán xe lên nó dễ. Đấy, đang, anh Sơn để ý xem cái dây nó xe vừa đàn mà có gì không? Không có gì. À. Dây năng không đàn đâu. Không gì. Không vừa đàn vào đoạn mà. À đàn tí dây năng không có chứ. Dây ông cứng mà. Cứng mà. Đỡ đỡ có xe được lâu lắm. Đường xa mà lại dốc nữa, trơn. Giải pháp này chắc là không ổn rồi thầy ạ. Chắc là phải chuyển qua xe ba gác thôi. Bởi vì đường đi là cũng hẹp. Vừa hẹp mà vừa ấy mà đi đoạn này to như vậy thì sao mà đi được. Mà đường nó hẹp quá. Thôi bây giờ hết cái chuyến này anh em, anh Sơn ơi. Thế chuyến này lại lấy xe ba gác thôi. Ba gác. Vâng. Chuyến này không làm được không? Không làm được đúng không? Đường đi thì chật. Tại vì cái xe nhất là xe dài, cái hai phải ngang nữa. Dạ. Thôi chuyến sau nó sẽ kéo vào ba gác thôi. Đúng rồi. Chỉ ít nhanh thôi, chạy này dùng lâu lắm. Cái này đi một đoạn này bị lầy lại phải dùng dây cáp này. Khó đi nữa. Đường nó nhỏ quá đi. Vâng. Quá nhỏ mà phía xe mà phía vào rào mà. Rồi ok. Chậm được. Cái dạng thôi giờ có thế rồi. Ừ. Thử vâng được thôi nhá. Cái này lấy chớn nhá, không lên đâu, xe không có lên đâu, lấy chớn đấy, lấy chớn sẵn rồi đi luôn. Đấy, tay lái phải lụa được không? Tay lái lụa mà không để vào hàng rào này, để anh em lại đi dừng hàng rào nữa lại khổ nhá. Tập trung hết rồi, vào tay lái đi. Đó, cho chân này, đây con này. À, buổi chiều ngày hôm qua thì sau khi làm được khoảng độ xong khoảng độ 2 tiếng thì có một trận mưa. Mặc dù trận mưa cũng không to lắm nhưng mà cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình, bởi vì sáng nay là đường là bị mưa đêm hôm qua thì nó có hơi trơn trượt và lầy lội, lên xe đi rất là khó.
À đây, chúng qua làm thì cũng bị lỗ chỗ một xíu, cũng không đáng kể, cô chú chị ạ. Bị một xíu thôi. Tốt đẹp, không sao cả. Đó. Nói chung là tốt đẹp. Cũng có bị hạt mưa nó rơi từ trên ngọn điều chúng cũng bị một xíu thôi. Nói chung là không đáng ngại. Tốt đẹp thôi. Còn khu vực dưới này thì mấy ngày nay rồi thì cũng tầm này thì càng mưa càng tốt, tầm dưới ở khu vực dưới này mà có mưa thì càng dưỡng bê tông càng tốt, nhưng mà có bị khoảng độ 20 mét ở đoạn trên. Nói chung là rất tốt đẹp. Và một lúc nữa thì chắc chuyển sang cái phương án là lại tiếp tục đi xe ba gác. Xe ba gác thì mỗi lần chở thì nó được ít hơn, nhưng mà lại thuận tiện cho vấn đề là luồn lách, bởi vì cái xe công nông này thì cũng giải pháp này không ổn. Cái thứ nhất là đường trơn, cái thứ hai nữa là hẹp đường. Đấy, vừa hẹp vừa trơn thì rất là khó. Nên là hết chuyến này chắc anh em lại chuyển qua cái vấn đề là dùng xe ba gác thôi cô chú chị ạ. Đây, cái đoạn này là mới đổ trong chiều ngày hôm qua thì cơn mưa xuống cũng bị một số chỗ xíu thôi, không sao. Hiện tại dâu vừa ở dưới cốc của thầy về, và hiện tại có qua nhà anh Chóng. Hiện tại gia đình nhà anh thì bị bệnh tiểu đường, cũng là chuyển sang biến chứng rồi. Và một người con là bị anh cu nhà mình bị ung thư gì anh nhỉ? Ung thư vòng họng thì cũng là giai đoạn cuối mất rồi. Mọc kéo và khoác kéo anh. Thì gia đình cũng rất là khổ sở. Đấy. Hiện tại là có một chị có một cô ở bên Mỹ, tiểu bang Colorado, cô tên là Thu, thì có nhờ dâu là mang cái số tiền là 5 triệu đồng đến tặng cho gia đình nhà anh ấy trong cái lúc mà khó khăn. Thì hiện tại gia đình là có 3 người con. Anh con đầu là cháu Thu đúng không? Có gia đình rồi phải không? Thì kinh tế cũng rất là nghèo. Và đứa thứ hai là em Hiền à? À em Hiền cũng có kênh YouTube tên là Hiền gì? Hiền chịu khó à? Hiền chịu khó. Thế bảo là cũng được vài nút bạc rồi, nhưng mà đấy gọi là túp thì lắm mà bơ thì nhiều. Vâng, cũng đạt được mấy nút bạc rồi. Thì hôm nay thì dâu cũng đến tặng cho trao cho anh gia đình anh chị. Số tiền là 5 triệu của chị Thu Phan. Và một cô Thu Phan ở bên tiểu bang Colorado thì cũng có giao số tiền để cho em đến giúp gia đình. Thì qua kênh của em thì anh cảm ơn cô Thu Phan đi. Anh nhìn vào ống kính cảm ơn cô Thu Phan. Nói chung là trong gia đình đang khó khăn để nhờ cái cộng đồng mạng và cô Thu ấy thì cũng giúp đỡ gia đình, thì cũng không có gì hơn, thì con cảm ơn cô Thu rất nhiều, cái cảm ơn
chúc gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát tài. Qua đây nhân tiện có chúc em một tí không? Chúc chú Năm làm YouTube nhiều hơn, giàu có hơn, công việc đầy tiện hơn. Em cũng đang mong là giúp bạn con trai nhà anh, mà khó quá anh ạ. Đây anh đến với em hỏi anh 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này, 2, 4, 6, 8, 10, 4 triệu này, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là 5 triệu nhá. Thì đấy, qua cái kênh của Dâu, qua kênh của Dâu một lần nữa, cũng cảm ơn cô Thu Phan rất là nhiều đã chia sẻ những tấm lòng hào tâm của mình cho những người có những hoàn cảnh khó khăn, như là gia đình nhà em Dít ở trong làng này, thì anh Thân này, và hoàn cảnh nữa là nhà anh Chóng. Thì qua đây cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Thôi chúc mọi người nhé, cố gắng là chữa bệnh rồi có những đồng tiền gửi cho con trai của anh. Vâng. Thì tiền nói chung bây giờ cũng bao nhiêu phải dồn cho nó tất cả để nguyện vọng cho nó được khỏe mạnh trở về, chứ bây giờ cũng mấy lần nằm viện nó tốn kém tiền bạc, giờ nhà thì khó khăn. Chị nghĩa thì vợ của anh thì làm lao công thôi, một tháng thì kiếm được 2 triệu thôi, và cái mùa hè nghỉ hè thì cũng không làm được việc, không có khi nào mà các cháu đi học thì mới đi quét dọn ở trường thì mới kiếm được số tiền là 2 triệu đồng, thôi rất ít ỏi. Và anh thì cũng làm bảo vệ trường nhưng mà đang bệnh tật này cũng có làm được gì đâu. Công việc đây như hàn xì nọ kia thì cũng bỏ hết không làm được nữa, cũng rất là vất vả. Vâng, thôi qua kênh cũng có cô tài trợ vậy, cũng chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe nhé. Rồi, em xin phép em về. Rồi, cảm ơn. Tiền này mang đi hỗ trợ cho em, nó với lại em YouTube mua men nhé. Em về, dạ vâng. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dâu. Thì trên kênh của Dâu có bán rất nhiều các loại mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong ruồi, mật ong hoa cỏ xuyến chi và mật ong cà phê. Ngoài những mật ong ra thì còn có rất nhiều các loại trà, đặc biệt là trà thảo mộc. Trên tay em đang cầm đây là chè dây nhé. Chè dây có tác dụng là giúp cho giải nhiệt này, giải độc này, hỗ trợ viêm loét dạ dày, điều trị các chứng như mất ngủ, giảm cân, căng thẳng. Rất là tốt cho các bác nào mất ngủ nhá. Đây là chè dây. Còn ngoài cái phần chè dây còn có là chè lá ổi. Chè lá ổi thì thành phần chính gồm có là lá sen, giả cổ lam, gạo nứt, và thành phần chính không thể thiếu được đó là lá ổi. Trong một túi như này là có 20 túi lọc. Cô chú anh chị có thể pha với 2 lít đến 2 lít rưỡi nước, đun uống thay nước hàng ngày. Ngoài sản phẩm chè lá ổi còn có trà mãng cầu đấy, trà mãng cầu và loại 1 và loại 2 rất là tốt. Và đây đặc biệt đây là còn tiêu này. Tiêu này là tiêu nguyên chất lấy của em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ nhé. Đó, em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ, cô chú mà ủng hộ thì cũng gọi vào số hotline để ủng hộ cho em Thìn, cô chú anh chị nhé. Ngoài những sản phẩm trên còn có cà phê đó, đây là cà phê nguyên hạt. Cô chú anh chị có thể mua về tự xay và uống lấy. Đây là cà phê truyền thống. Đấy. Cà phê truyền thống thì Dâu có lấy của sư bá là anh trai của thầy Thích Minh Tuệ. Đó. Và cà phê hòa tan, cà phê sữa. Giá cả như thế nào thì cô chú anh chị cũng gọi vào cái số hotline mà Dâu đã ghi ở trên màn hình. Đó. Đây còn là mặt hàng nữa, đó là nụ hoa tam thất. Đó. Nụ hoa tam thất thì uống rất là tốt, đấy, giúp bổ máu này, lợi cho đường, hỗ trợ cho huyết áp này, đặc biệt là đối với những người mà có huyết áp cao, đấy, tăng cường trí nhớ, đấy, làm việc căng thẳng này, rất tốt cho tăng cường chức năng gan, bổ máu, ngăn ngừa các bệnh thiếu máu và phụ nữ sau sinh, nói chung là rất là tốt. Tinh bột nghệ này cô chú anh chị có thể pha với lại mật ong. 2 thìa bột nghệ và 1 thìa mật ong uống vào mỗi buổi sáng, rất tốt cho bác nào viêm loét dạ dày, hơi rất là tốt. Đó. Ngoài ra Dâu còn có rất nhiều các loại mặt hàng như là gạo nứt này, bánh trung thu, rồi thì trầm, trầm hương thắp rất là thơm. Rất nhiều các loại nông sản như hạt điều, mắc ca, đây hạt điều loại 1 này, hút chân không rất là tốt, một bì như này 500g giá 125k nhé. Đây hạt mắc ca đây ạ. Hạt mắc ca rất là thơm ngon, một bì như này giá 125k nhé.
cô chú anh chị mua cũng số hotline con ghi vào màn hình. Qua đây cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã theo dõi hành trình của dâu và có mua ủng hộ cho dâu rất nhiều những sản phẩm trong thời gian vừa qua, thì cũng trích một phần để làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú các bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin hẹn gặp lại và chào cô chú và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.